Hello mọi người, lại là CD đây. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Cù Thảo TV. Ở clip này thì mình sẽ dạy mọi người hai đoạn trong bài Slap của Versace. Đó là đoạn chorus, là đoạn điệp khúc, và breakdance. Còn bây giờ thì chúng mình cùng bắt đầu học thôi nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với đoạn điệp khúc trước nha. Rồi, lúc đầu thì tay mình sẽ để ngang như thế này ha. Rồi chân nè, chân phải sẽ dậm trước. Được chưa? Thì nhịp của nó sẽ là 1, 2, dậm 2 lần. Rồi tiếp tục đổi bên trái, 3, 4 ha. Thì người mình nó sẽ hơi nghiêng. Lúc đầu sẽ nghiêng sang phải trước nè, 1, 2, rồi đổi bên, 3, 4. Được chưa? Rồi tiếp tục nhịp 5, 6 mọi người vẫn đi chân như cũ nha, nhưng mà tay đổi nè, 5, 6. Chờ tay phải đưa lên, rồi để chữ V như thế này, chờ chống hông. Rồi, 5, 6, đổi bên, 7, 8, ha. Rồi mình thử nối lại nha. Tay ở đây trước nè, 2, đi, 1, 2, 3, 4, đổi, 5, 6, 7, 8, ok. Rồi tiếp tục, chân phải mình sẽ dậm. Được chưa? Người sẽ nghiêng sang trái, ha. Thì lúc này tay trái đánh lên, 1. Đó, đưa tay phải ra phía sau, rồi bước chân, 2, lúc này đổi chân trái ha, rồi nhìn nhá, 1 nè, 2 nè, rồi nhịp 3, 4 mình xoay sang phải, 3, 4 ha, thì tay chân sẽ đi ngược nhau ha, đó, được chưa, rồi tiếp tục, đổi bên, ha, rồi liên tục, 2, đi, 1, 2, 3, 4, rồi nhảy ra nhịp 5. Được chưa? Thì ra dáng này, hất liền ha. Ngay nhịp 5 á, 5, 6, mình sẽ chia ra nhé. 5 nè, bên phải, 6 ở giữa, 7. Hông của mọi người sẽ đánh lên á, hông đánh lên ha. Rồi, kết hợp nè, 5, 6, 7, chia ra 3 hướng, rồi 8. Chưa, mọi người dậm chân trái thì co chân phải lên, đánh tay xuống ha. Rồi nhìn nha, 5, 6, 7, 8 ha. Rồi bây giờ mình sẽ kết hợp lại ở nhịp này ha. Rồi, 1 nè, 2, đổi, 3, 4, nhảy ra là đi liền, 5, 6, 7, 8. Rồi, bây giờ mình sẽ kết hợp hai khuôn lại với nhau ha. Rồi bắt đầu từ đây, dậm chân nè, 1, 2, 3, 4, tay, 5, 6, 7, 8, bước, 1, 2, 3, 4, nhảy, 5, 6, 7, 8. Rồi bây giờ mình sẽ kết hợp với nhạc, 5, 6, 7, đi, 1, 2, 3, 4. Rồi mọi người tiếp tục ha. Ở đây, sau khi kết thúc dáng này, được chưa, ngay nhịp 8, rồi mọi người đặt chân phải xuống, 1, 2, 3, 4. Thì lúc này á, đầu gối của mọi người sẽ đi sang phải nhiều ha. Lúc này đầu sẽ kết hợp đánh sang phải luôn. Rồi tay để ở dưới vậy, thì sẽ kéo người ha, từ trên xuống, 1, 2, 3, 4. Được chưa, rồi thẳng nha, 2, đi, 1, 2, 3, 4. Rồi ngay nhịp 5 mọi người mở tay sang bên trái ha. Rồi nhìn nha, 1, 2, 3, 4, 5. Được chưa? Rồi 6 tà thì mọi người giật hai cái xuống, 6 tà, mình vừa nhảy luôn ha. Nè, 5 nè, 6 tà. Rồi ngay nhịp 7 mọi người đóng hai tay, 7, 8. Rồi bây giờ mình thử kết hợp nha. Đang ở dáng này, mọi người đặt chân xuống đi nè, 2, đi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi nhanh hơn, 2, 5, 6, 7, đi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi tiếp tục nha, mọi người vòng tay trái, gõ phải ha. Thì lúc này bước chân phải dậm trái
Được chưa? Rồi, 2, đệ, 1, 2. Rồi đổi bên thôi. 3, thì tay phải vòng. Rồi tiếp tục. Rõ. 1, 2, 3, 4. Được chưa? Rồi 5, 6, 7, 8 thì mọi người di chuyển tại chỗ. 5, 6, 7. Mọi người dừng dáng ha. Rồi, tiếp tục nè. Thử lại nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mọi người dừng dáng ở đây ha. Bây giờ mình sẽ kết hợp hai khuôn lại với nhau trong những nào ha. Rồi ở dáng này. 2, đệ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi bây giờ mình sẽ thử với nhạc ha. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi mọi người tiếp tục đàn ở phía sau nha. Thì mình đang dừng ở dáng này ha. Rồi, tay của mọi người là đặt xuống, được chưa? Thì lúc này trụ là chân phải nha, mọi người sẽ dậm và co chân trái lên. 1, 2, 3, 4, được chưa? Rồi, 2, đi. 1, 2, 3, 4. Rồi ngay nhịp 5 mọi người dậm chân trái, thì đưa tay này, 5, tay ở phía dưới, 6, 7, 8, ha. Rồi, thử kết hợp lại nha. 1, 2, 3, 4, dậm, 5, 6, 7, 8. Ha. Rồi nhanh hơn. 2, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi mình đang dừng ở dáng này ha. Sau đó mọi người sẽ nhảy bật chân ra, tay đang chéo. 1, 8 nè. 1, tà co chân phải lên. 2, tạ là co chân trái nha. Nhìn kỹ nè, sau khi ở đây ha, rồi nhảy ra. 1, tạ, 2, tạ. Rồi ngay nhịp 3 mọi người dậm chân xuống. 3, 4, kết hợp chỉ tay ha. 1 nè, tạ, 2, tạ, 3, 4, được chưa? Rồi, tiếp tục chạy sang ngang, chạy sang trái trước. 5, bắt đầu là chân trái. Rồi tay thì mình để dáng này, kéo xuống ha. 5, 3, 6, 7, 8. Mọi người rớt xuống nha. Rồi, 5, 6, 7, 8. Được chưa? Rồi thử kết hợp lại nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi mình nối lại nha. Bắt đầu ở đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi bây giờ mình thử với nhạc ha. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi mình đang kết thúc ở dáng này ha. Rồi mọi người sẽ nhảy bật ra, tay đưa lên nè. Được chưa? Thì lúc này á, chân của mình sẽ ra dáng này. Rồi đẩy người lên ha. 1, chân đang kết thúc dáng này. Rồi nhảy bật ra. 2, đi. 1, chảy về. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rồi thử nha. 2, đi. 1, 2, 3, 4. Rồi 5, 6, 7, 8 thì mọi người đi động tác cũ nhưng mà tay đưa xuống. Chỉ giờ. 5, 6, 7. 3 nhịp thôi nha. Rồi. 1 nè. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngay nhịp 8 mọi người dậm chân trái vô. Rồi tay vuốt ha. 8. Rồi thử kết hợp lại.
6, 7, 8. Rồi mình sẽ bỏ nhịp 1, 2, rồi xuống nhịp 3, 4. Thì người sẽ từ dưới nhấn đẩy lên, tay khẩy đầy 3, 4, được chưa? Rồi, thử nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 xuống, 3, 4. Rồi ngay nhịp 5, 6, 7, 8 cuối cùng mọi người hất hông, tay để dáng này. Hất hông ra phía trước, 5, 6, 7, 8. Giờ mình thử nối lại ha, đang ở dáng thấp. Rồi nhảy ra, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi bây giờ mình thử với nhạc. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 8, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, đẹp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 8, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang đoạn break dance nhé. Rồi, nhịp 5, 6, 7 và đi ở nhịp 8 ha. Thì nhịp 8 mọi người sẽ dậm chân. Lúc này nè, đẩy hông lên, được chưa? Và đi sóng ngược lên phía trên á. 8, được chưa? Mình sẽ hô nè, 5, 6, 7, 8. Rồi, sau nhịp 8 thì mọi người bắt đầu đi từ nhịp 1. Thì tay mọi người sẽ đi dáng này trước nha. Xoay liên tục ha. Rồi, 1, 2, 3, 4, được chưa? Thì lúc này á, chân của mình sẽ dậm là chân phải trước. Nhảy, tà, nhảy, được chưa? Bắt đầu từ chân phải nha. Phải, tà, phải, rồi đổi bên. Trái, tà, trái. Rồi tiếp tục, phải, phải, trái, tà, trái. Nha. Rồi, kết hợp tay nè. 1, 2, 3, 4. Rồi, tiếp tục động tác sau thì mình sẽ đổi tay đi lên. 5, 6, kéo tay phải trước, 7, 8, tay trái ha. Rồi, chân thì vẫn như cũ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ha. Rồi mình sẽ lặp lại tiếp, 2, 2, 3, 4, chờ, rồi tới đây trước nha. Kết hợp nè, 2, đi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lặp lại, 1, 2, 3, 4 ha. Rồi ngay nhịp 5 mọi người kéo người xuống, tay đặt ở đây. Được chưa? 5, 6, rồi 7, 8 lại kéo người lên. 7, 8 ha. Rồi bây giờ thử kết hợp từ đầu luôn nè. Hô. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lặp lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi khung tiếp theo nhé. Sau khi ở dáng này, rồi mọi người đẩy tay phải lên trước nè. Lúc này khuỷu tay mình mở ra. Phải, trái, phải, trái. Rồi cái đoạn này mình sẽ lặp liên tục thôi. 1, 2, 3, 4. Rồi mọi người chú ý nhé. Đẩy lên ha. Lên và lên ha. 1,
2 3 4 5 6 7 8 rồi tiếp tục lần nữa. 1 2 3 4 sau đó chạy tại chỗ. 5 tà 6 tà. 5 tà 6 tà. 5 tà 6 tà. Rồi nhịp 7 8 mọi người nhảy ra thôi, đi đầu xuống đó. 7 8 hất lên ha. Rồi, thật lại nhịp. 1 2 3 4 5 6 7 tiếp tục. 2 2 3 chạy. 5 tà 6 tà 7 8. Rồi mình kết hợp với khuôn đằng trước nha. Rồi, thử từ đầu luôn nè. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 lặp lại. 1 2 3 kéo xuống. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 tiếp tục. 1 2 3 chạy. 5 tà 6 tà 7 8 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 5 6 7 8 8 5 6 7 subscribe cho kênh YouTube Cù Thảo TV để xem bản full speed của bài học, thì mọi người cùng nhấn link bên cạnh ha. Còn bây giờ, chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại.